Nhiều đoạn thư sót là như vậy. Còn con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 30 tuổi, và con ở Nghệ An. Hiện tại bây giờ con đang sống và làm việc tại Bình Dương. Dạ, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người ơn nguyên nhất. Dạ, dạ thưa cha, con được ơn Chúa là con mới đến làm thông xóm Chúa là tháng 9 năm rồi. 13 tháng 10 năm rồi là con được ơn Chúa. Con bị nhức đầu gần 3 năm cha. Con uống thuốc không khỏi. Con xuống đây về tới đây con không uống thuốc đâu nha. Con cảm ơn Chúa, con tạ ơn cha. Con chạy đến đây, từ bây giờ con chạy đến đây cầu nguyện ở dưới này. Dạ. Con đi được khoảng chừng mười mấy lần rồi nha. Thì hết nhức đầu sau 3 năm mà nhức đầu liên tiếp thì hết pin. Dạ, hình như có ngày nào tháng con uống thuốc hết 2, 3, 4 ngày nha. Dạ. Từ bữa hôm con xuống đây đến nhà về còn thuốc nhưng mà con không uống. Con, dạ, không phải là hết hẳn nhưng mà con tin là Chúa sẽ chữa cho con sẽ cảm. Con nói anh quay bài giảng chưa? Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, con, khi chị em, rất dám chạy đi.